hiến máu nhân đạo, lan tỏa tình yêu thương, kết duyên Phật Pháp. Thưa quý vị, tình trạng thiếu máu đang diễn ra khá trầm trọng. Lượng máu dự trữ của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tính đến sáng ngày 26 tháng 11 còn hơn 4.000 đơn vị, chỉ đủ cung cấp cho các bệnh viện phía Bắc trong vòng vài ngày. Trước tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, nguồn máu dự trữ ở các bệnh viện cũng trở nên khan hiếm và đáng báo động. Biết được điều đó, Sư phụ Thích Trúc Thái Minh đã khuyến khích Chư Tăng Ni, Phật tử tại Chùa Ba Vàng tham gia hiến máu để góp phần giúp đỡ các y bác sĩ trong công tác cứu chữa bệnh nhân. Với tấm lòng từ bi, bác ái của Đạo Phật, hưởng ứng lời kêu gọi hiến máu của Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển, chiều ngày 1 tháng 11 năm Tân Sửu, tức ngày 4 tháng 12 năm 2021, Chùa Ba Vàng đã tổ chức chương trình Hiến máu, Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng chung tay vượt qua đại dịch. Buổi khai mạc với phần phát biểu đầy ý nghĩa của Sư Phụ, đại diện Ban lãnh đạo thành phố, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển. Sau đó, Sư Phụ cùng Chư Tăng và Cô Chủ nhiệm Phạm Thị Yến cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Quốc Vàng tập tu Lục Hòa đã lần lượt qua các bước kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm, v.v. và thực hiện hiến máu theo hướng dẫn của các y bác sĩ. Tham gia chương trình hiến máu, Phật tử đã hoan hỷ chia sẻ. Tôi tên là Hoàng Thị Nguyệt, đang tu tập tại đạo tràng Thái Bích Thanh Sơn thuộc câu lạc bộ Quốc Vàng Chùa Ba Vàng. Hoạt động mà hiến máu thì rất là thiết thực và bổ ích. Và hôm nay thì rất là may mắn là được hiến máu trong tại Chùa Ba Vàng và là được phát động theo câu lạc bộ Quốc Vàng. Cũng rất mong là những cái giọt máu của mình được hiến ra để giúp ích cho được cho nhiều người và được cứu sống nhiều người. Và cũng mong cho những ai mà nhận được cái chút máu của mình cũng được kết duyên với chính pháp của Phật và được phát tâm Bồ Đề, cầu vô thượng Bồ Đề. Thông qua chương trình hiến máu, Cô Chủ nhiệm Phạm Thị Yến đã chia sẻ về lợi ích của việc hiến máu. Hiến máu vào mùa dịch Covid là một cái việc rất đặc biệt, không phải chỉ là những giọt máu mà nó là tình cảm, nó là tình yêu thương, tình chia sẻ và cũng là một cái tấm lòng để gửi đến nhau nữa. Và cũng là cái mong mỏi để được chia sẻ, ai cũng mong mỏi được chia sẻ, không đến gần nhau nhưng cái tâm đến gần nhau. Thế mà người Phật tử thì lại còn có một cái tâm rộng hơn như vậy, nhờ cái trí tuệ giác ngộ. Đó là mình cũng tập sự những cái việc làm từ tấm gương của Đức Phật. Đó là Ngài thì từ nhiều kiếp đã xả thân máu thịt để cứu khổ cho chúng sinh. Thế thì bây giờ người Phật tử làm những việc này, nó cũng là để theo gương của Đức Phật. Thế mà thì Đức Phật đã dạy rồi, nếu mà theo Đức Phật, theo các bậc thánh mà thực hành những việc để cầu được như các ngài thì nó là một nhân duyên thù thắng cho người Phật tử sau này, để có thể kiếp này hoặc nhiều kiếp nữa cũng được cái duyên này từ nơi chúng sinh mà cũng được kết duyên này với chúng sinh. Giọt máu này gọi là giọt máu một tấm lòng, một duyên Bồ Đề. Đấy. Tức là mình hiến máu để mình tu tâm từ bi, để mình cầu vô thượng Bồ Đề và nguyện cho những ai mà có duyên được hòa chung dòng máu với mình, họ cũng có được một cái tấm lòng như mình, cũng có được một cái duyên như mình, để rồi không những là đi bố thí cho chúng sinh bằng vật chất, bằng máu thịt trong nhiều kiếp nữa để san sẻ, mà đặc biệt lại còn được vào trong Phật Pháp tu hành rồi theo gương của Đức Phật cầu vô thượng Bồ Đề, mà đã cầu vô thượng Bồ Đề thì là lợi ích cho chúng sinh. Thì đây là một cái tấm lòng của người Phật tử nói chung và của tất cả các Phật tử trong câu lạc bộ Quốc Vàng đã phát tâm Bồ Đề nói riêng. Mong rằng đón nhận những giọt máu này, những người bệnh sẽ có thể kết duyên cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Quốc Vàng để cùng tu tập, thực hành pháp của Phật, làm lợi ích cho bản thân và cho những người xung quanh. Chúc các Phật tử luôn tinh tấn thực hành lục hòa, thực hành công hạnh Bồ Đề của câu lạc bộ Quốc Vàng để truyền tải Phật Pháp, quảng kết thiện duyên, làm lợi ích cho mình và cho mọi người.